Hello. Xin chào. Chào mừng các bạn đến với kênh Food and Travel The World. Kênh chúng tôi luôn cập nhật món ăn ngon mỗi ngày. Sau đây mời các bạn xem Chào video. mọi người, đây mua cái lò nướng về giờ nướng bậy mấy củ hành lan ăn coi. Rồi giờ để vô nha. Không. Để chưa, sẵn sàng chưa? Xong rồi, để nó Wow, nó chừng nhiêu phút được ta? không biết, để coi trên đây coi nó mặc định như vậy. Này ăn phải là nướng nha, giấc trưa nha, trừ cơm luôn. Chế độ nào anh? Nướng gì? Rau củ, xé rau củ hả? Này này sấy mà nướng này đi ha, nướng này đi Thì mò nướng nướng đùi gà kia, nướng rau củ gì đó, nướng rau củ đi. này rồi 60 phút tiếng một Nhiệt độ 60 rồi, không được rồi. cái này nó sấy mà. Chắc bắt lời nướng đùi gà này rồi. Nướng thịt gì đó. Cái này cũng không gần lắm, thử nướng thịt đây. Nướng đùi gà nè, đùi gà, đùi gà. Nguyên con gà đó em chọn cái nào đó, nó mới chín. Rồi, quất. Đùi gà thử đi, hỏi gì mình thêm. Có 25 phút à. Ok, chờ 25 phút xem củ khoai thế nào á. Đã có củ bự nè. Tới giờ coi khoai nó chín chưa rồi nha. Để mở đèn lên. Ủa, mở đèn nó tự động sáng không? Ok. Mở cửa ra. Wow. Khi mà mới mở ra thì nó còn căng mọng nha, để kiểm tra coi chín chưa nha. Nó để đây mọi người, mẻ khoai lang đầu tiên được xuất lò. Ôi nó giờ nó rụng dữ rồi, này chín ngon lắm rồi đó. Khoai lang mật hả? Để anh bẻ ra củ coi nha, bẻ ra dở, bẻ ra dở. Nóng chứ em bé chừng hỏng nha. Nóng mất kêu em bé ăn cũng thật sao nóng nha. Rồi em khai đao của Phai Lan coi. Wow, Wow, ngon quá. Phai Lan hột gà. nướng nồi không dầu phải là hột gà hả? Dạ. Rồi mời mọi người ăn khoai lang nha. Ngon lắm, thơm nữa. Đây nha. Mọi người ăn khoai lang vợ chồng mình trưa chủ nhật. Phải sáng ăn khoai là khoái ăn sang. Này trưa ăn khoai. Rồi mọi người ăn khoai nha. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Bà xã tạm biệt mọi người kia. Đây, củ này mới ngon nè mọi người. Cho review củ khoai lang mới nha, cái là tạm biệt. Ngon quá. Hảo quá. Rồi. Thôi mình ăn nha. Bye bye cả nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Chào tạm biệt các bạn. Xin chào. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Goodbye, see you again.